Ui, cái gì to mà đẹp đấy anh? Quả này ân trần, ôi con này rẻ lắm, vừa rẻ vừa đẹp luôn. Vừa là quạt này, là vừa là đẹp luôn này. Anh vừa đi nhập hàng thấy con này to đẹp rẻ bất lên luôn. Chiều này là 68cm này, chiều này là 1m08 này, con số đẹp phong thủy luôn. Con quạt đèn này thì mọi người sẽ treo ở phòng khách nhé. Những mẫu ở trong phòng tắm nhà vệ sinh thì mọi người sẽ lấy mẫu bé hơn ở nhà mình. Đây này, con này có 3 chế độ đèn, 1 màu, 2 màu này, 3 màu này. Cực kỳ hiện đại sang trọng luôn. Chúng ta nhé, có thể chỉnh được. Ví dụ đang ở sáng trắng này, sáng hơn một tí nữa, sáng hơn một tí nữa, sáng hơn một tí nữa này. Đây là sáng hết cỡ này, lại hạ được này, hạ được này. Tùy mọi người thích sáng kiểu gì thì sáng. Sang màu khác này, màu vàng này, vàng hơn nữa này, vàng hơn nữa, vàng hơn nữa, vàng hơn nữa đấy. Đấy, lại nhẹ hạ màu đi này đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái quạt này nhé. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 luôn. Đây mình đang để số 6 cho mọi người xem. Đấy, tút lăng này, tút lăng quay đi quay lại này. Quay đi quay lại này, hiện đại sang trọng này. Trước đây mình cứ nghĩ là cái quạt này nó sẽ không mát nữa. Cho cái đầu ở đây phát thì tóc bay ngược lên luôn. Đấy, con này cực kỳ mát nhá. Đây, còn một chế độ đèn nữa. Cho anh em xem chế độ đèn tiếp theo. Nhìn thấy cả quá khứ của chúng ta luôn đấy. Hiện đại sang trọng đẳng cấp này. À, ví dụ phòng của chúng ta có điều hòa rồi ấy, chỉ cần một chiếc đèn quạt này thông gió rồi đủ mát cả căn phòng rồi. Và anh em quan tâm đến sản phẩm này hãy ngay cho mình. Bên mình có giao hàng và ship hàng toàn quốc. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng không vỡ, mới phải thanh toán tiền.